Xin cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình SBTN Washington DC. Kế tiếp, Quý Châu xin gửi đến quý vị bản tin thời sự với chủ đề Thanh trừng của Ba Đình do Trần Quang Duật thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi. Tôi là Trần Quang Duật, xin kính chào quý khán giả, quý chiến hữu đến với bản tin thời sự của chúng tôi nếu nói về những tội ác mà đoàn quân Tây Sai của Nga Tàu đã gây cho dân tộc Việt Nam thì không biết nói đến bao giờ cho hết. Đúng như dân gian có câu, những tội ác và các hệ lụy mà họ hồ mang đến cho dân tộc Việt Nam thì đúng là trời không dung, đất không tha. Để đánh dấu 72 năm ngày thành lập của đạo quân này, chúng tôi xin mời quý vị dành cho ngày đặc biệt này với hai chữ thanh trừng. Để xem người Cộng sản, họ đối xử với nhau ra sao qua hai chữ đồng chí đặc biệt là trong lực lượng vũ trang của họ. Vì thời lượng của chương trình, chúng tôi xin tóm tắt có hai trường hợp để thanh trừng lẫn nhau. Thứ nhất, nặng thì bức tử, nhẹ thì trắng tay cho ngồi chơi xây nước. Những nhân vật cộng sản này không ít thì nhiều cũng đã đắc tội với dân tộc và tổ quốc. Do đó xin phép quý vị cho tôi chỉ dùng tên của họ mà không nhắc đến quân hàm chứ của Việt Cộng. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần thứ nhất bức tử. Thứ nhất Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Chính ủy Quân Giải phóng miền Nam, bút hiệu là Hạ sĩ Trường Sơn. Nguyễn Chí Thanh bị chết thình lình sau khi dùng cơm chia tay với Hồ Chí Minh tại phủ Hồ Chí Minh. Về nhà đến đêm hôm đó, gần sáng ngày mùng 6 tháng 7 năm 67 thì ói ra máu mà chết. Đúng ngày định trở lại miền Nam lần thứ hai. Hà Nội ra thông báo là ông này bị chết về bệnh tim Riêng tại miền Nam hồi đó có tin đồn Nguyễn Thị Thanh bị B-52 bỏ trúng hầm tại chiến khu đề. Trên đường di chuyển ra Bắc thì chết. Thứ nhì, Chu Văn Tấn, nguyên là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong cái gọi là chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bị thanh toán vì cho là theo phe của Hoàng Văn Hoan. Thứ ba, Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu trưởng của Hà Nội tham gia Việt Minh từ ngày đầu trong đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân cùng với Võ Nguyên Giáp khi chuẩn bị lên làm bộ trưởng bộ quốc phòng thay thế Văn Tiến Dũng thì bị chết đột ngột, chết ngày 2 tháng 7 năm 1986. Trước khi chết, chính Hoàng Văn Thái đã nói với vợ, người ta giết tôi rồi. Lê Đức Thọ giết Thái vì Thái biết quá nhiều. Chuyện mờ ám của phe Thọ. Thứ tư, Lê Trọng Tấn. Ông này giữ rất nhiều chức vụ quan trọng trong quân đội, bị phe Thọ bức tử vì bị nghi ngờ là theo Hoàng Văn Thái. Thứ năm, Đinh Đức Thiện người hùng của đường mòn Hồ Chí Minh, anh ruột là Lê Đức Thọ là một tay sát thủ của Ba Đình. Em ruột là Mai Chí Thọ bị khai tử trong lúc đi săn vì bị cho là người biết quá nhiều chuyện của Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Người thứ sáu, Phan Bình, cục trưởng của Quân Báo. Ông này bị lột hết quyền hạn, Lê Đức Anh cho người bắn vào đầu. Nhà cầm quyền Việt Cộng lúc đó ra thông báo là tự sát. Thứ bảy, Thi Văn Tám, công an đặc trách tình báo gián điệp chết bất đắc kỳ tử. Dư luận cho rằng ông này bị đầu độc chết. Thứ hai, lột lon và mất chức. Văn Tiến Dũng. Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh chiếm miền Nam năm 1975 thuộc phe Lê Duẩn, Lê Đức Thọ. Cả hai vợ chồng ông bị tố là tham nhũng, vơ vét tài sản của Sài Gòn, trở về nhà, bị tước tất cả mọi quyền hành cho đến lúc chết. Thứ hai, Trần Văn Trà. Năm 1955, tập kết ra Bắc giữ chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phó chủ nhiệm Tổng cục Quân huấn sau ngày 30 tháng 4 năm 75, Trần Văn Trà làm chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn. Khi về hưu, tham gia câu lạc bộ những người kháng chiến cũ bị mua chuộc tự tách ra, sau đó bị cho ngồi chơi xây nước. Thì bà Nguyễn Nam Khánh bị thanh trừng cho ngồi chơi xây nước vì dám tố giác các nhân vật trong Tổng cục 2 là lợi dụng chức vụ làm bậy của các lãnh tụ chóp bu, trong đó có cả Võ Nguyên Giáp, nên ngóc đầu không nổi thứ tư trần độ có tư tưởng cải cách cởi mở theo đổi mới cởi trói của tư tưởng của nguyễn văn linh ông thuộc ban văn hóa đảng bị lê đức thọ cách chức khai trừ năm 1999 ông này nổi tiếng với đoạn văn như sau cuộc cách mạng ở việt nam đã đập tan và xóa bỏ được một chính quyền thực dân phong kiến một xã hội nô lệ mất nước đói nghèo nhục nhã nhưng lại xây dựng một nền xã hội chưa tốt đẹp còn nhiều bất công nhiều tệ nạn một chính quyền phản dân chủ, chuyên chế của một chế độ độc đảng và toàn trị, nhiều thói xấu, giống và tệ hại hơn là chế độ trước kia. Thứ năm, Lê Thiết Hùng, bị nghi là cùng phái với Võ Nguyên Giáp. 13 ba, Đặng Kim Giang, bị Pháp bắt, giam 12 năm, ông này có chủ trương tư hữu hóa của dân cùng phe với Võ Nguyên Giáp. Thứ sáu, Lê Quảng Ba, người dân tộc Tày, nguyên tư lệnh, đầu tiên quân khu Việt Bắc năm 1949. Năm 1961 làm đại đoàn trưởng đầu tiên đại đoàn 316 bị kết tội theo phe Hoàng Văn Hoan thứ 7, Trần Văn Thanh tránh tham mưu trưởng Bộ Công an cho về vườn ngồi chơi xây nước vì cái tội tố tham nhũng. Kính thưa quý vị, thưa quý chiến hữu, chúng tôi vừa trình bày đến cuộc đấu đá nội bộ trên sân khấu chính trị của nhà cầm quyền Hà Nội. Một điểm khác biệt giữa quốc gia và Cộng sản là người quốc gia thì thắng làm vua, thua làm đại sứ. Còn Cộng sản thì như quý vị đã thấy, thanh toán cho đến chết hoặc là buộc ngồi chơi xây nước. Xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời sự ngày hôm nay của chúng tôi. Xin hẹn quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới. Xin đa tạ.